Hôm nay em sẽ nói những điều, vì sao bao lâu nay em có khó hiểu, vì sao em không vui khi nhìn thấy ai đang kề vai đi bên ai. Em không vui nhưng cố ra vờ rằng em không yêu ai, nhưng có ai ngờ một ngày ngồi nơi đây nhìn vào anh cho em nói hết lòng này. Giá như anh chẳng thuộc về ai thì tình cảm đôi ta đâu là sai. Giá như mình gặp nhau khi chưa thì em đã đến trước một bước. Ghét con tim em đang thuộc về ai mà sao chẳng khi nào nghe lời em yêu dại khờ. Dù có khi giả vờ không yêu nhưng đau lòng. Hôm nay em sẽ nói những điều, vì sao bao lâu nay chẳng khi nào.